Amad Diallo, Rashford, cứa lòng, goal! Sau 12 trận đấu trên mọi đấu trường tịt ngòi thì bây giờ Marcus Rashford đã tìm thấy mảnh lưới đối phương. Hãy xem lại tình huống này. Sự quyết đoán của Rashford đã giúp anh có được thành quả. Quá đông các cầu thủ trước mặt đã làm tầm nhìn của Ramsdale bị ảnh hưởng. Pha xử lý quyết đoán của Marcus Rashford. Và cuối cùng thì duyên ghi bàn đã tìm đến với anh. Bóng đi lập bập. Elanga. Bên này là Hudson Odoi, đường chuyền tốt. Callum Hudson Odoi, vẫn đang là Odoi. Chấn động tại Anfield của Liverpool. Và đây là một đòn đáp trả tuyệt vời. Sau khi cướp được bóng thì chỉ cần hai đường chuyền. Callum Hudson Odoi loại bỏ. Còn Bradley tương đối dễ dàng. Và sau đó thì anh cũng đã có được một đường cong tuyệt vời vào lưới của thủ thành Alisson. Bóng chạm vào mép trong cột dọc. Nó nằm hoàn toàn ngoài tầm với của thủ môn người Brazil. Xem đi xem lại bàn thắng này cũng sẽ không thấy chán. Newcastle United là một cú dứt điểm từ xa có sự trợ giúp của may mắn, như bàn thắng thứ hai đó là đẳng cấp và bản lĩnh. Mười lăm phút cuối trận đấu là thời điểm dễ thủng lưới nhất của Wolverhampton ở mùa giải năm ngoái với 16 bàn thua, và thói quen xấu của họ ở mùa giải năm ngoái đã tiếp tục lặp lại ở mùa giải này. Sự thay đổi người của Oliver Eddie Howe ở hiệp 2 đã phát huy hiệu quả. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Joe Willock và Harvey Barnes đã cùng nhau tạo ra bàn thắng này. Joe Willock là người phối hợp nhiều nhất với Harvey Barnes trong trận đấu này, và anh cũng chính là người đã kiến tạo. Đây là một pha xử lý ưa thích của Harvey Barnes. Cú cứa lòng đi thẳng vào góc thượng khung thành. Doherty, cầu thủ vào sân ở hiệp 2 của Wolverhampton, là người đã không thể ngăn cản được Harvey Barnes. Những sự thay đổi người. Cú đá từ xa. Một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải đấu Hoàng Anh vòng đấu thứ tư này. Chủ nhân là Fabian Schär. Với những cổ động viên của Newcastle United thì những tình huống ngã đại bác của Fabian Schär là một điều đã quá quen thuộc rồi. Khi mà các tiền đạo và các tiền vệ tịt ngòi, Fabian Schär đã làm thay nhiệm vụ của họ. Cú dứt điểm đầy tự tin bên ngoài vòng cấm, bóng đá chạm vào người của Dawson đi đổi hướng khiến cho thủ môn Sam Johnston hoàn toàn bất lực. Rất nhịp nhàng, Duran quyết định sút xa. 3-2 cho Aston Villa, và siêu phẩm tại sân vận động Villa Park gọi tên John Duran trở thành sự thật. Một sự dũng cảm trong cách đưa ra quyết định của cầu thủ tiền đạo người Colombia, và anh được đền đáp hoàn toàn xứng đáng. Cú đá nhắm vào góc gần khung thành của Jordan Pickford ở khoảng cách rơi vào 35m. Cú dứt điểm mù lai mà bóng tạo ra một quỹ đạo cong vòng. Bàn thắng thứ 3 của John Duran, và 3 bàn thắng anh ghi được đều đến từ những lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Một siêu dự bị của ông Unai Emery trong mùa này.